cầu an, đó là cái tâm nguyện rất đỗi tự nhiên trong đời sống của con người. Ai trong chúng ta cũng mong muốn bình an cả. Thì cái ý nghĩa hiểu sai về cầu an là nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng đến chùa thắp vài ba nén nhang, một ít thùng công đức thì chúng ta sẽ giải được tất cả những cái hạn hoặc là những cái việc xấu của chúng ta. Đây là một quan điểm hết sức là sai lầm. Trên tinh thần giáo lý của đạo Phật đó là xây dựng trên tinh thần là nhân duyên và quả. Mỗi người trong chúng ta gây một cái nhân nào đó, và khi mà điều kiện duyên nó đủ thì quả nó sẽ trổ. Chúng ta không thể làm một việc xấu rồi chúng ta chạy tới chùa chúng ta lạnh lục van xin thì chúng ta sẽ tránh được cái quả xấu đó. Bản chất của cầu an đích thực của đạo Phật đó là gì? Không làm các việc ác, chỉ làm các việc lành, giữ cái tâm và ý cho trong sạch thì chúng ta gọi là không cầu mà tự an. Về cái việc cúng sao giải hạn thì trước hết chúng ta phải hiểu rằng đây là một quan niệm được du nhập từ các văn hóa khác. Và dần dần nó bị biến tướng sang cái việc là chúng ta bị nô lệ hóa bởi những cái quan niệm sai lầm, vừa phi khoa học và phi nhân quả. Và cái quan niệm đó cho đến ngày hôm nay với cái điều kiện phát triển của khoa học hiện đại, với cái việc chúng ta tin và hiểu về lời của Đức Phật dạy, thì chúng ta không nên bị nô lệ vào những quan điểm sao tốt và sao xấu. Chúng ta không thể dài hạn bằng các việc cúng sao. Chúng ta chỉ có thể giải hạn được bằng cách là chúng ta làm nhiều việc tốt hơn nữa, như giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người cô thể, giúp đỡ người bệnh tật. Đó chính là cách giải hạn tốt nhất.